Trong giai đoạn 1 từ năm 2022 đến 2025, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai đã được giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng gần 229 tỷ đồng. Theo đó, sẽ triển khai các chính sách cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, chuyển đổi nghề, cho vay đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý, cho vay hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị các đối tượng vay vốn bao gồm hộ nghèo hộ cận nghèo là người dân tộc thiểu số hoặc người kinh cư trú hợp pháp ở xã thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi doanh nghiệp hợp tác xã hộ gia đình và các tổ chức sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số